Anh phải một số ít để mua tặng đôi cầu gót sang nhẹ thật là dancing tango, lại mặn như lòng tan vừa tiếp với đủ vàng để tim mình ngọt như là mango. Chuyện đang cầm vây những cả túi và trang sức để trong này sặc sỡ như là sang hô. Chuyện gì làm khó thì ngày phải đi to, muốn gì làm người đẹp thì cứ mang vô. Gạt nước mắt của anh thật sâu vào đây, lòng để anh biết tình yêu của em chỉ là đồ vui và anh chính là nhân vật kia ở trong vở kịch em đã viết nên từ lần đầu gặp nhau. Anh biết hết tình ta không bao giờ vì yêu em, anh cứ dừng chọn vài kỳ để anh cảm thấy em đang buồn vui. Em biết không bao yêu anh sao những lời anh mong em sẽ nhận ra và em sẽ thấy đôi quá khó để anh quên người. Chúng đến giờ
Messi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên sân động Nusen ngày 18 tháng 12 năm 2022, Lionel Messi đã trở thành tâm điểm và cả thế giới thúc cầu hướng tới. Khoảnh khắc Empulga giơ cao chiếc cúp vàng lịch sử cũng là thời điểm mọi tranh cãi, mọi sự so sánh trên thế giới này đều chấm dứt. Không ai còn phủ nhận Lionel Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong giây phút vinh quang chói lọi ấy, còn có ai nhớ đến một ngôi sao người đã cùng song hành với Messi suốt 15 năm qua để tạo ra một cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất trong lịch sử? Cristiano Ronaldo. Thế giới tôn vinh Lionel Messi, gọi anh là người chinh phục vĩ đại nhất, xuất sắc nhất. Ronaldo như lạc lõng trong cái không gian ấy, khi ai cũng cho rằng anh cuối cùng là kẻ thất bại trong cuộc so tài với Messi. Nước mắt của người đàn ông ấy đã rơi xuống trong đường hầm sân vận động Atumama sau khi Bồ Đào Nha thất bại, và không ít những trái tim đã thất lại khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cristiano Ronaldo đã nỗ lực không ngừng trong suốt cả sự nghiệp. Anh đã tạo nên những điều thật phi thường. Thế nhưng danh vọng giải đấu trưởng World Cup là thứ anh sẽ không bao giờ có thể đạt tới. Ông trời đã chọn Lionel Messi cho ngôi vị cao nhất trong ngôi đền của những huyền thoại. Nhưng chắc chắn sẽ không có ai có thể phủ nhận Ronaldo là một trong những con người phi thường theo một cách độc nhất vô nhị.